của em. Và dù mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi. Dẫu chỉ là giấc mơ, em xin mơ hoài. Cuối con đường nắng lên trời. Và nếu em muốn đi xa nơi ấy, gạt đi tình yêu nơi ấy, bỏ qua ngày tháng cùng nhau vượt qua. Nếu em hiểu, rồi lúc em khóc trong vòng tay anh, để anh nhận ra rằng em làm ra chỉ để anh mang đi theo suốt cuộc đời. Ai cũng sẽ chỉ một hạnh phúc trên dòng đường đời, và ai cũng sẽ nhận ra người mình không thể quên. Thì em hãy cứ đi tìm một hạnh phúc mới, tìm một người thay thế anh trong những đêm.
Rồi, xin mời tất cả các thành viên chúng ta cùng lắng lại trên sân khấu. Và với phần biểu diễn vừa rồi thì chúng tôi nhận thấy được khán giả phía dưới cổ vũ rất là lớn, và cũng nhận thấy tín hiệu đó là có nhận xét từ phía ban giám khảo ạ. Và xin mời ban tổ chức di chuyển mic sang khu vực phía ban giám khảo ạ. Với tiết mục vô cùng đặc biệt và xuất sắc như thế này thì ba thành viên trong ban giám khảo ạ, các anh chị có nhận xét gì ạ? Alo. Xin phép là trước khi nhận xét tiết mục của các bạn GD thì do lúc nãy là cái tiết mục của D2 thì cũng vừa xong rồi, thì cũng phải chia sẻ một chút là cũng thực sự là một cái tiết mục của D2 khởi đầu cho chúng ta rất là tuyệt vời, một bài hát đậm cái ý chí, cái tinh thần của dân tộc, đúng không ạ? Lối tiếp cái tiết mục của anh Tùng lúc nãy cũng có chia sẻ rất nhiều về ước mơ của Rike, thì rất cảm ơn các bạn D2. Thế còn quay trở lại đối với GD thì thực sự là anh cũng biết là Hiếu này, Thoại này, một số tài năng thì cũng đã được nghe rồi. Nhưng thực sự khi các bạn ra thì rất là bất ngờ. Đấy, rất là bất ngờ với cái giọng giả thanh, giả nữ của Hiếu. Và thực sự cái điều đó nó tạo một cái ấn tượng và một cái điều rất là đặc biệt. Và thêm nữa thì anh cũng đang đặt một câu hỏi là tại sao với những chàng trai tuyệt vời như thế này mà Rike Hà Nội không sớm thiết lập ngay một cái boy band cực kỳ chất. Đúng không? Một cái boy band cực kỳ chất. Rất hy vọng là đây đầy đủ ban lãnh đạo sắp tới sẽ đầu tư cho bọn em một cái boy band để chúng ta cố gắng là chúng ta sẽ khuấy tung cái Rike sắp lên. Rồi, xin cảm ơn tiết mục rất là tuyệt vời của các bạn. Vâng. Xin cảm ơn nhận xét đến từ ban giám khảo. Vâng. Và một tràng vỗ tay nữa, chúng ta chúc mừng cho phần trình diễn vô cùng thành công của GD ạ.